Nguyên Audio thị xã Phú Thọ xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đam mê audio trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Trước mắt quý vị và các bạn là một cặp loa siêu khủng đến từ đất nước Nhật Bản, hãng Diatone thưa quý vị. Cặp loa rất quen thuộc mà cũng rất là nổi tiếng, Diatone DS505, với một cấu hình cực khủng của hãng. Dòng này thì cũng quá là nổi tiếng rồi, sở hữu 4 chiếc loa trên một thân thùng thưa quý vị, một pháo đài loa. Phải nói là một đôi loa này với cấu hình quá là sang trọng và quá là bắt mắt. Và với chất âm uy lực và mạnh mẽ, chơi đa thể loại nhạc, chúng ta vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình nhà chúng ta rất là hay. Và đặc biệt đôi loa này có giải âm trầm rất là mạnh mẽ, bắt đánh rung nhà, rất uy lực và mạnh mẽ thưa quý vị. Chơi đa thể loại nhạc, từ nhạc vàng, trữ tình, bolero cho đến nhạc đàn, nhạc mạnh, nó đều có thể đáp ứng được. Cân nặng của đôi loa này thì nó nặng gần một tạ, gần 100 kg trên một cặp, phải hai người chúng ta mới khênh được một chiếc loa này đấy ạ, bởi vì đôi loa này nó rất là nặng. Bên trong của nó thì rất là gấu, toàn bộ loa bát, loa trung, loa chép thì được làm bằng xương đúc. Bên trong nó rất là to và rất là nặng, với một bộ phân tần bên trong cực khủng. Nguyên Audio cũng tranh thủ làm mấy clip này thôi chứ không có làm được cái clip là tháo toàn bộ bên trong. Quý vị muốn xem nội thất của nó bên trong thì quý vị hãy về chúng ta tháo ra thì chúng ta biết ngay là bên trong đôi loa này nó chất như thế nào. Phải nói là một đôi loa quá là nổi tiếng của hãng Diatone. Đôi loa này thì được hãng sản xuất thùng gỗ lạng màu vàng vân gỗ rất là sang trọng. Quý vị mà tìm ra được một vết trên đôi loa Diatone DS505 tại cửa hàng Nguyên Audio này thì cũng rất là khó. Bởi vì đôi loa này thì về tại cửa hàng Nguyên Audio trong tình trạng đẹp xuất sắc, đẹp như mới thưa quý vị. Xin giới thiệu sơ qua về đôi loa này. Sở hữu một bát lớn 32 cm, màng carbon, màu da rắn, gân mút. Và đôi loa này sử dụng hai chiếc loa chung. Rất nhiều anh em cũng bán audio cũng giới thiệu là đôi loa này cũng có một loa trung trầm và hai loa chép, thì đó là sai hoàn toàn. Nguyên Audio xin giới thiệu lại đính chính về đôi loa Diatone DS505 này. Nó sở hữu hai chiếc loa chung, trong đó có một loa trung trầm. Đây là chiếc loa trung trầm, màu của nó rất giống với màu loa bát, và một loa trung cao, chứ không phải hai chiếc loa chép đâu quý vị nhé. Và đôi loa này chỉ sử dụng một chiếc loa chép đôm cao cấp thưa quý vị. Và mỗi một thùng của nó thì đều có hai vi tinh chỉnh nằm ở đằng trước để cho chúng ta chỉnh tiếng trung và tiếng chép. Quý vị thấy tất cả gông loa thì đều có màu vàng gôn, rất là sang trọng. Những cái đôi loa nào mà rất là mới về còn đẹp xuất sắc thì nó mới còn cái màu vàng gôn như thế này, chứ còn đôi loa nào mà đã cũ để trong kho rất là lâu thì nó sẽ ố hoen rỉ hết tất cả các gông loa, nó không còn được đẹp như đôi loa này nữa. Hãng sản xuất loa thì cũng rất là chắc chắn, sử dụng toàn bộ ốc lục giác, hay là người ta còn gọi là ốc lục lăng, bắt toàn bộ loa bát, loa trung, loa chép thưa quý vị. Với một chất âm uy lực và mạnh mẽ, đôi loa này Nguyên Audio sẽ test nhạc trữ tình J-Mix để cho quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau thưởng thức chất âm uy lực và mạnh mẽ của đôi loa Diatone DS505 này. Xin giới thiệu thêm tới quý vị, đôi loa này có kích thước chiều cao 72 cm, chiều rộng 42 cm và có một chiều sâu rất là sâu, sâu tới 40 cm, có công suất 100W trên một thân thùng. Mặc dù chỉ công suất 100W thôi nhưng mà nó đánh đủ đánh để rung nhà quý vị đấy ạ. Bây giờ với đầu tiên sẽ test nhạc cho quý vị nghe.
Vâng thưa quý vị, kết hợp với đôi loa diatone này là chiếc âm ly Denon 1550, thưa quý vị, 1500 hai la mã.